Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Real Life Craft nha anh em. Có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, tại sao anh lại không tìm hiểu cái game này để chơi cho nó giỏi hơn đi, mà anh cứ nhờ anh Siro chỉ hoài vậy. Thì mình nghĩ là cũng đúng. Nhưng mà các bạn phải hiểu một điều thế này nè, là khi các bạn đi học á, tại sao các bạn không tự học ở nhà đi mà các bạn cần phải có thầy cô? Bởi vì phải có thầy cô giảng dạy thì mấy bạn mới hiểu được, các bạn hiểu không? Đó. Thì bởi vậy cho nên là mình phải có nhờ anh Siro chỉ cho mình một số những cái gọi là chế tạo. Ôi! Anh đâu rồi, cứu em! Gì vậy? Skeleton xuất hiện đầy nhà anh ơi. Oh my god. Anh đang qua anh lấy lại đồ em ơi. Anh vừa mới mất hết đồ. Ôi Skeleton. One kill one shot mấy bạn ơi. Phải rồi. Từ Skeleton. No Skeleton. Mình thì mình không có vũ khí trong người trừ cây rìu này. Cây rìu của mình sắp hỏng rồi, mình sẽ lấy cái kiếm ra. Cây rìu mà hỏng thì tiếc lắm. Ok. Ôi Skeleton, mày tao có khiên rồi, tao không sợ mày đâu con. Bắn đi. Ủa tao sợ mày quá cơ. Ui, bắn đi. Tao lại sợ mày quá cơ, bắn đi. Tao lại sợ mày quá cơ. Ôi bắn đi. Ôi. Tao lại sợ mày quá cơ. Nó chết rồi, nó chết rồi mày ơi. Ôi Skeleton cưỡi ngựa xương mới ghê chứ. Ôi, tao lại sợ. Ôi bắn đi. Tao lại sợ tụi mày quá cơ. Ôi. Chết bò mày đi. Ôi còn. Còn mấy bạn ơi, còn. Ôi. Tao. Ôi, nè. Tao lại sợ mày quá cơ. Fuck. Chết rồi. No. Sợ gì mà sợ, em còn hồi sinh ở gần nhà là sợ gì mà sợ. Mày. Ôi. Ây da, cái địch lại chết. Sợ chưa tao. Sợ gì mà sợ, em vẫn còn về lại nhà đó nè. Sợ gì mà sợ. Anh đợi đi, em sẽ giết mấy con skeleton này cho anh coi. Có. Ủa em có đội cái nó. Em có đội cái mũ gì không vậy? Không. Chưa, đội rồi. Ấy. Mày hiểu mày. Chết một con nữa nè. Ok, còn một con dưới hồ nữa bạn ơi. Còn một con bên dưới hồ nữa. Mình cần phải mặc giáp vô đã. Lượm hết mấy cái đồ này đã. Ui, nó ngắm mình. Chạy. Ok, mình sẽ mặc giáp vô lại nè. Chưa lượm được cái cây. Mình chưa lượm lại được cái nón của mình nữa. Hình như mình bị mất cái nón rồi. Ôi. One kill one shot à. Chạy. Ây da. Ôi. Nó đang ngay, nó đang ngắm cung. Mày hả mày. Rồi chết rồi các bạn ơi. Mày quá. Lượm lại đồ. Hình như đồ của mình bị rơi xuống hồ một ít rồi phải. No. Ai, trời là trời, tại sao vậy ta? Mất quá trời đồ của tôi rồi. Nào là gọi là giáp, nào là mấy cái quyển sách phép đồ mình mới lượm được bên nhà dân làng. Cuối cùng là mất hết. Phải rồi, có được cái mũ lại nè. Ôi cũng không mất nhiều đồ lắm. Ok thôi, bây giờ mình nghĩ là mình phải về nhà mình nướng một ít thịt để mình có thịt mình ăn mấy bạn ơi. Đó. Rồi, anh đâu rồi? Anh đây, em nhìn lên đầu. Ủa. Ôi. Anh đừng nói là anh đang cưỡi con gì bay bay trên đó nha. Đúng rồi. Ôi, đâu, anh đi xuống cho em coi. Ui. Ây da. Chết mẹ, anh bị cắn xuống, anh bị cắn xuống. Em bị skeleton bắn chết anh ơi. Ây da, em chết. Anh ơi, bên dưới nhà mình có skeleton. Nó mới vừa được xuất hiện nè. Đậu phộng của nó bắn em chết rồi. Em mất hết đồ anh ơi. Cả đây. Ôi. Ôi, trời mưa nhiều skeleton quá anh ơi, cứu em. Zombie nữa anh ơi, trời ơi. Anh đâu rồi? Ê anh đây. Ôi, nhà mình skeleton nhiều quá anh ơi. Ây da, zombie nữa nè. Có con skeleton bên dưới đây. Nó ngắn em bắn em rồi. Ôi, đây nè, dưới đây nè, trời ơi. Đây nè, nó đây nè, nó bên đây nè. Em không lụm lại đồ được, em không có vũ khí. Nó kế bên em. Để anh. Tự nhiên em vừa quay qua em gặp nó luôn. Chết rồi. Ok rồi. Chết rồi. Để em lụm lại đồ đó. Trời ơi, mất hết đồ của tôi từ nãy giờ, chết mấy chục lần vậy mấy con skeleton rồi. Ok. Mày quá. Lụm đây đồ. Chắc thu phục con ngựa xương. Ê không ơi, lời mấy con ngựa mày ơi.
Rồi đúng rồi, mà giờ mình có yên ngựa không? Hình như nhà mình có yên ngựa đúng không? Có, nhà nhà mình có yên, nhà mình có yên. Ok, ok, lên lên lấy yên ngựa đi, từ em lượm lại đồ của em đó, mất hết đồ rồi nè. Ơi mà anh cần gì ngựa nữa? Anh là có con gì bay bay rồi nè. Nhưng mà giờ em mất hết đồ, mất hết giáp rồi luôn rồi. Ờ à, trời may quá, đồ của em vẫn còn trong rương. Ô, tự nhiên em chết cái ba lô em nó còn đồ lại luôn nè. Từ đem coi coi. Ờ à, rìu nè. Ôi vậy em phải chế lại kiếm, khoan từ, hình như nhà mình có kiếm. Đây đây có kiếm vàng nè, hồi kiếm vàng dở lắm. Thôi em tự chế kiếm luôn. Để em xem coi. Để coi coi. Bây giờ là mình sẽ chế tạo kiếm vũ khí mới các bạn ơi. Trời chán ghê á. Ông Rô kêu mình xuống làm chi, xuống cái bị giết chết luôn. Ông Rô này. Ông hình như là anh Rô mới kiếm được con gì đó bay bay được các bạn ơi. Con đó nhìn lạ thật sự luôn. Ôi. Nhưng mà khoan từ để em phải chế vũ khí cho em đã. Ờ để em xem coi. Ở đây là có những cái loại. Đầu tiên mình sẽ chế khiên trước đi. Để tránh mấy con quái quái vật. Mình thấy có cái khiên này nè. Mình thấy là có nhiều người sử dụng nè. Cái khiên này là cần cái que với gỗ xếp xung quanh đúng không? Ok, mình sẽ chế cho mình cái khiên nha. Để cục này vào đây, sau đó xếp gỗ xung quanh thì chúng ta sẽ được một cái khiên. Đây, rồi. Từ cái khiên này chúng ta sẽ bỏ 4 cục sắt xung quanh. Chúng ta sẽ được một cái khiên đẹp hơn. Khiên hình mặt khiên sắt, khiên sắt. Đúng rồi, khiên sắt. Khiên sắt, khiên đó, khiên sắt. Một cục nữa. Đó, chúng ta được một cái khiên sắt rồi nè các bạn ơi. À, ok. Oh, yeah, chúng ta đã có được một cái khiên sắt. Đó. Rồi kỳ này là mấy con skeleton là tuổi tôm. Rồi tiếp theo nữa là mình nghĩ là mình sẽ chế cho mình một cái vũ khí nào đó. Ôi con cái có cái cây rìu này là 15, có cây rìu này là 11 sức tấn công nữa các bạn. 11 sức tấn công là mình bỏ một cái que này với lại 4 cục sắt xếp thành cái hình này thôi. À, để có thể làm cái que này cần có một cái cọng dây với lại 4 cái que. Ok. Rồi mình sẽ lấy cho mình một cọng dây. Đầu tiên nè, mình sẽ chế cho mình là một cọng dây. Rồi sau đó mình sẽ bỏ ba cái que vào đây, sau đó để cọng dây vào đây, chúng ta sẽ đưa một cái que dài. Và bây giờ mình cần thêm một ít sắt, mình sẽ đi nung sắt lên. Bỏ sắt vào đây. Than đâu ta? Coi coi ba lô mình có than không? Đây có than đây, mình sẽ bỏ than vào đây. Rồi chúng ta sẽ nung lên, chúng ta lấy sắt mấy bạn ơi. À. Ok, sắt nung xong rồi nè, bây giờ là mình sẽ làm cho mình cái vũ khí nha. À, bỏ cái que này vào đây, sau đó là xếp mấy cục sắt này vào đây. Ủa, phải vậy không? Ủa sai rồi. Chế sao từ từ coi lại coi. À ok ok rồi lại. Lại xuống đây mới đúng. Đã. Chúng ta được không một ơi, cái không iron. Không cái gì anh? Không ơi. Gì anh? Nè. Gì vậy? Cho em nè. Một cái này đây, là đây, gì? Đây. Cái này là gì ạ? Rồi cầm lên. Lấy lên. Rồi bấm chữ phải. Ôi, bản đồ hả? Ừ, bấm chữ phải thêm cái nữa. Nó có thể lưu được cho em tất cả những địa điểm mà em đã từng đi chứ nó không phải là một bản đồ nhỏ. Ồ, oh, hấp dẫn. Phóng to rồi luôn nè. Ôi. Dừng phải. Ghê. Một cái là đánh dấu nè. Em thấy là add marker á, rồi delete marker nè. Đó, mấy cái là cái đánh dấu những cái địa điểm mà em đã đi á. À, ok, nhà nè. À, ok rồi, hiểu. Rồi em hiểu rồi. À, ok. Giờ chúng ta sẽ có được thêm bản đồ. Rồi, ok. Đây, tháp boss đây rồi. Ok, để mình lại gần con này cho nó hồi máu cho mình đã. Để mình tăng thêm một team mấy bạn ơi. Mình đang có một cái quả team nè. Ok. Không. Sao anh? Không, anh vô tháp boss mới tầng 1 thôi, tăng 9 level nè. Ok, để em vô farm ké. Ok, mình vào tháp boss là mình có thể farm level được mấy bạn ơi. Đừng có đập cái lồng nha, đừng có đập cái lồng. Để cái lồng cho nó sinh quái ra mình farm. Ok, em hiểu. Trong đây có gì? Ây da, trời. Mày hả zombie. Ok, mình đã lấy được. Ôi, coi chừng cả anh ơi, zombie quá trời. Okay. Nó xuống từ tầng trên. Đúng rồi. Ôi, cẩn thận. Ôi, đông quá. Nhanh em ơi. Lại gì? Ôi, đông quá. Em bị khát nước, em bị khát nước. Chạy, từ từ em ra uống nước đã. Bị khát nước, bị mờ mắt rồi. Không thấy gì hết. Ok, đi em ra uống nước đã rồi, sợ em quay lại với anh sau. Luôn lúc nào qua đem theo xô nước hết. Biết nhưng mà em bỏ cái xô nước ở trong ba lô. Với lại trong đó quái không sao uống nước kịp. Ok. Quái nè. Zombie hả mày. Ui đông thế. Ui đông quá anh ơi. Rồi đông quá rồi. Vô tụi nó ra ngoài. Vô tụi nó ra ngoài cho mày cháy. Mày. Ok. Mày. Anh mất đồ luôn rồi em ơi. Anh sao mất vậy? Cái rìu luôn rồi. Cái rìu anh hư hả? Cái điều anh hư hả? Ôi, em giết mấy con này em được mấy cái đồ để hồi máu nè anh. Ui, một cái nón enchant. Kinh nghiệm quá trời luôn nè. Ừ, em cũng được 11 kinh nghiệm rồi nè.
Quá trời kinh nghiệm luôn các bạn ơi. Tính ra farm kiểu này cũng được quá nha. Tức là mình không cần đi hết cái tháp này nữa không? Mỗi lần muốn farm kinh nghiệm á, chui vô tháp này tầng 1 là được. Ok ok. Ôi có cái đồ để giúp cho mình gọi là băng bó vết vết thương nè, hợp lý phết. Cái này băng bó vết thương được nè. Trong rương có gì không? Ôi có bình kinh nghiệm trong cái rương nè anh. Hợp lý. Hợp lý và lờ. Ok em lấy cái bình kinh nghiệm dội ra. Rồi, ủa anh đâu rồi? Dưới này hết quái anh ơi, anh lỡ đập cái lồng spam hay sao rồi đó? Đâu 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 đâu, cái lồng anh đã đập đâu? Đâu, cái lồng nó bể rồi. Anh vô anh coi nè, cái lồng bể mất tiêu rồi. Bể mất tiêu hình rồi. Hình như là farm nhiều quá, hình như là sinh ra quái nhiều quá nó bể hay gì vậy? Ok ok, thôi mình về thôi, mình đi đường khác đi. Đi đường này nè. Trên kia là farm nhện, trên kia là farm nhện, trên kia farm nhện. Con nhện nó ghê lắm hả? Ôi, nó đây nè. Nó hơi khó chịu. Mày... mày hả nhà anh? Ôi trời trời, chém không được. Dạ không. Leo lên leo lên. Yên tâm đi đâu, để em. Mày. Ôi 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 ôi. Ôi con nhện nó nhanh quá vậy. Ôi. Ừ nhện khó chịu lắm ba. Ôi con nhện nó đúng nhanh luôn anh. Nó nhào ra cắn em cơ. Phải thôi. Để em hồi máu lại đã. Cẩn thận nha đô. Mày hả nhà anh? Có mấy cái cục gì lão nè em xịt lụm. Trên đầu Phong ơi, trên đầu Phong ơi. Ôi 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 ôi. Ôi anh cái địch. Ôi đau em. Mày. Ê ô ô. Nhện nhện. Đâu vậy? Chân rô cẩn thận. Ok em lại hưởng cái kinh nghiệm. Ok thôi đi farm tiếp nào. Xong rồi xong rồi. Để kiểm tra cái rương của bọn nó có gì không anh. Hay là mình xử luôn. Coi chừng sau lưng anh ơi. Ôi dạ. Ôi. Đập con nhện đi em, đập cái lồng nhện đi em, pha con gì cũng được, đừng pha con nhện. Ok ok, con nhện khó chịu vậy. Ây da, ây da. Rồi, mất lồng nhện, còn một con nhện. Ây da, ây da, nó cắn em nè. Mày, mày, mày hả nhện, ui đau quá. Ui đau vậy. Trong rương, trong cái rương này thì không không có gì nhiều cả. Chán vậy, có mấy cây đuốc nè, để em lấy mấy cây đuốc với lại đá. Ok. Có rìu là được rồi. Ở trên kia là skeleton nè, vai thầy. Ôi zombie kìa. Oh. Ôi nó đây anh ơi, nó đây anh ơi. Ôi. Ôi. Lửa 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 lửa. Ok, cũng khá khá cấp rồi đó. Ôi mấy cục này nhìn kinh vãi. Ok nè, em lên lại với anh đây thiệt luôn á trời. Ui ui ui. Ui em lượm được cái kiếm gì nè anh. Nhận 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 nhận. À con nhện này đang nhắm anh nó không bắn em. Hèn gì em chém. Ôi cây này mạnh thế. Cây này chém phát chết nhện luôn. Wow cây này nó có gì mạnh không ta. Tính ra là anh chém con nhện hai phát hả em. Ủa vậy hả em tưởng. Ôi nhận 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 nhận. Giết nhện rồi. Ôi cây này chém chém chết nhện dễ lắm anh ơi. Để em vô em lượm đầy đồ của em. Bắn tao đi. Bắn tao đi. Mày. 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 Con nhện trên đầu anh nè. Mày. Mày hả nhện. Lát của anh. Mày hả nhện. Ui ui. Ui cái kiếm này mạnh thế. Chém. Ui kiếm này kiếm của hải tặc à. Chém mạnh thế. Có phép thuật nữa nè. Cái enchant nữa nè. Mày kiếm được nhiều đồ ngon từ cái này quá nha. Ôi ui ui ui. Ôi ôi cái điệt Phong ơi anh chứng cút rồi, anh chứng cút rồi, anh chứng cút rồi. Gì vậy anh? Anh đang em đánh xong anh chứng cút luôn. Phải nồi cây mới vừa lượm được cái kiếm ngon hay là ngon cái bị bắn chết. Phải nồi cây thật sự. Ôi ok em lên lại với anh này đây rồi, để em lên lại lượm lại đồ của em. Nhớ Phong ơi. Anh ơi làm sao để đi né mấy con này ra mà nó đứng đây nó chặn đường em, nó không cho em lượm đồ anh ơi. Đây để anh giết tụi nó, để anh giết tụi nó. Coi chừng mà nó giết em luôn bây giờ. Từ để em mặc giáp vô. Trời. Để anh giết tụi nó. Này để anh giết tụi nó. Đây để anh giết tụi nó, để anh giết tụi nó. Hồi nãy tôi, hồi nãy em mới nghe ai, hồi nãy em mới nghe ai đó nói là để anh giết tụi nó anh.
tôi đi nhà anh đây rồi. Không, anh gáy hơi sớm. Gáy hơi sớm ơi. Tao gọi này là gáy sớm ăn gì. Mày ai à. Cái kiếm ngon của em trong đó rồi. Cái kiếm siêu ngon của em nằm trong đó đó anh ơi. Mất của em anh ơi. Em mất chinh rồi. Anh ơi, có lượm được cái kiếm cướp biển thì cho em xin lại. Ok ok, từ từ để lên lắp mấy cái lỗ lại cái. Ê! Bố mày lượm được kiếm rồi, bố mày không sợ mày nữa, lại đây. Mày hả mày? Tao đã có kiếm rồi, tao không sợ mày nữa đâu nhờ nè. Oh yeah, lượm được. Thôi ơi, có lắp gỗ gì không? Lắp mấy cái lỗ cho lại, lắp mấy cái lỗ cho lại, đừng cho tụi nó xuống nữa. Ok ok, em lắp lại. Đây có lắp nè, có lắp luôn. Rồi lắp rồi. Ê, đập cái này, đập. Ôi, cay thật sự. Có cái con, đi ra ngoài kìm cái con tiên á, cho nó hồi máu cho. Ok. Zombie. Ôi, zombie đặc biệt. Quýnh nó là chết anh ơi. Ui, nó cay. Thời luôn á, chết không dưới chục lần trở là trời. Gặp ngay con zombie đặc biệt, mấy cay. Trời ơi, cớ sao tôi cứ chết hoài vậy? Từ nãy giờ một tập này chết không giới 10 lần. Ủa, con skeleton. Uầy. Anh ơi, xuống đây giúp em anh ơi, skeleton đứng ngắm em anh ơi. Này dưới này. Không phải con ở đó, con bên dưới chỗ em nè. Ây da, ta sẽ đẩy mày xuống vực. Anh chết rồi, anh bị nóng chết rồi, anh bị nóng. Tính ra con skeleton nằm ở bên dưới tầng em chứ không phải tầng anh đâu. 1 hour later. Ôi trời ơi, nhanh xử lý cho xong cái bọn quái vật này rồi em kết thúc tập này anh ơi, trời ơi đông quá. Ok. Từ nãy giờ em nghi rồi, em cũng quay gần được 30 phút rồi đó, giờ em sẽ rút ngắn nó lại khoảng 15 phút. Ủa anh đâu rồi? Đây anh bên đây. Lại nâng tiếp, có bao nhiêu nâng nhiêu. Ok, giờ là mình lên giết boss luôn đúng không? Còn một tầng nữa, hết tầng này thì hết một tầng là giết boss đấy. Cái thấy nhện bay xuống không? Có. Ôi, skeleton cái này coi chừng nha. Skeleton đặc biệt các bạn. Anh thiếu nước. Ơi từ từ Phong ơi, có mấy con chim nó lượn lộn này kìa, vô tháp đi em ơi. Ôi con chim anh ơi. Mình... Ôi con chim. Cái này. Ôi con chim nó dưới em anh ơi. Ôi con chim xé nữa, nó tông thẳng vô mặt em luôn anh. Con chim này nó có một cái trò rất là hay dụ, đó là nó sẽ câu mình lên trời và nó quăng mình xuống. Ôi nãy nó mới bay thẳng vô mặt em luôn á. Lại lượm được thêm một cái cây giáo nữa nè. Ông ơi, xuống đây cứu anh Phong ơi. Sao anh ơi, anh đâu rồi? Ôi. Ôi, skeleton dưới đây đông quá. Ôi. Anh đợi sao skeleton lại xuống dưới được nhờ? Một nùi skeleton luôn nè. Ok bạn ơi, mình mới vừa lượm được cái ba lô của anh Ro, bây giờ mình sẽ lấy vũ khí đồ ra để mình kiểu mình lên chiến đấu mới được. Ok, xin lỗi anh Ro nhưng em mượn ít đồ của anh nha. Để em lên chiến đấu với mấy con quái vật. Tụi mày hãy xem đây skeleton. Tụi mày làm tao bị mất cây kiếm của người ta cướp biển, tụi mày sẽ biết tay tao. Cái kiếm mà tao gọi là tao quý giá nhất, tụi mày dám làm tao bị mất mà tụi mày sẽ biết tay tao nha. Tụi mày đâu rồi? Skeleton đâu? Tụi mày đang ở đâu? Mày đâu rồi? Skeleton. Chúng mày đang ở đâu? Tao sẽ giết chúng mày. Á, con nhện. Mày hả nhện? Một con. Lượm đây đồ. Rồi chạy. Ok, đeo khích, đeo xích, đeo đồ vô. Vẫn chưa lượm lại được cái gì ta? Đeo xích. Đeo xích vô. Ừ. Đeo xích vô. Vẫn chưa lượm được lại được cái kiếm cướp biển của mình. Mày hả?
Rồi cẩn thận. Ok, mình phải lượm lại được cái kiếm cướp biển. Ui, mày kiếm cướp biển, kiếm cướp biển. Ui, nhanh. Ui, lại một con skeleton nữa. Ui, mày. Phong cứ thông thả mà đánh quái, anh đang lục rương ra còn vũ khí nào còn thừa không để anh vô anh bắn luôn, chơi luôn. Oh yeah, may quá. Từ em phải lượm lại được cái túi của em nè. Ok, lấy được cái ba lô các bạn ơi. Sao anh ơi? Phong, anh nhảy cái quần, anh đang mặc lấy quần của em nè. Hiệu ứng nhảy cao đúng không? Đúng rồi. Vậy em nghĩ là đúng rồi đó. Ôi ôi ôi, con nhện nữa. Vừa lấy lại cái kiếm. Chết nãy giờ mấy chục lần rồi. Đời tôi dễ chết nên đi đâu cũng bị chết à. Trời ơi, mới lượm lại được đồ chưa kịp làm ăn gì cả chết nữa à. Trời ơi, quay nãy giờ hết 1 tiếng rưỡi luôn mấy bạn. Mình nói thật các bạn, trong video các bạn xem có 15 phút rồi. Chứ thật ra từ nãy giờ mình với Inro chơi được 1 tiếng rưỡi rồi đó. Mà nãy giờ chưa lượm lại được đồ, chưa lượm lại được hết đồ đó nè. Hello Inro. Mặt ê, xô nước rồi Phong ơi, xô nước rồi Phong ơi. Em không có mang theo xô nước anh ơi, em không có mang theo xô nước anh ơi. Ui, con ác quỷ chết trời. Rô, mày dám đánh chết rồi hả? Mày đâu rồi? Ê, sao cuộc đời anh dễ thu hút mấy con ác quỷ quá ba. Em bây giờ em không cần... ơi. Sao anh? Anh nghĩ mình đi farm cái tháp này xong rồi anh em mình đi ra bắt hoa hái bướm với em chứ bây giờ. Ok anh. Alo, em... hái hoa bắt bướm. Lộp. Ôi, em mới vừa ngồi lên gì đó xem bị té chết rồi. Oh no. À, em ngồi lên trên cái cầu thang. Ở trong đây nửa lóc em ngồi vô được nha. Ok, để em lấy được cái ba lô. Em hy vọng cái ba lô này đúng là cái ba lô có chứa cây kiếm của em. No. Mở ra kiểm tra. Mất cây kiếm rồi. Cuộc sống này quá bon. Tao sẽ giết tụi bay. Đồ anh ở bên dưới ba lô. Ở bên dưới có 2 cái ba lô đó, anh lấy đi. Em lên em giết cái bọn này, bọn nó làm mất cái kiếm cướp biển của em rồi. Tôi giết tụi mày. Không có cái vũ khí ở đây luôn á ba. Em không cần biết. Mất dài. Lại đây. Tụi mày lại đây. Tao giết tụi mày. Ok phi nè. Cuộc đi săn thất bại thảm hại. Hai anh em chưa kiếm được đồ gì hết mà mất hết mẹ đồ rồi. Thất bại đâu. Còn một tầng nữa lên tầng boss đánh boss này. Đánh boss lấy đồ này. Thôi em nghĩ không nên đánh boss đâu anh. Giờ chúng ta lấy được đồ chúng ta về luôn anh ơi. Đánh boss làm méo gì vậy đó. Đánh boss cũng đâu được gì nhiều đâu được. Có mấy cục kim cương à. Farm enchant từ nãy giờ bọn mình farm cái kinh nghiệm từ nãy giờ bọn mình cũng farm được khá là nhiều rồi. Không sao đâu. Farm xong cái lại chết mất hết. Trắng tay rồi anh ơi. Kỳ này là đi farm kinh nghiệm mà bị trắng tay mới cay chứ. Không sao em ơi. Anh nghĩ sao nếu như chúng ta mất hết tất cả mọi thứ ở trong game này? Yên tâm đi Phong, anh sẽ lấy lại tất cả những gì mà chúng ta đã mất trước đó. Em cũng hy vọng vậy, em nghe tiếng anh đang đánh nhau trên đó thì phải. Đúng rồi, trên đây có đồ này Phong ơi. Em bây không chúng ta sẽ lên đánh boss. Em không muốn sống nữa rồi. Em không muốn sống nữa rồi. Em đã bị mất cái gì ta? Em bị mất cái kiếm cướp biển là em đã không muốn sống nữa rồi. Ê con boss chạy xuống dưới rồi bà. Ôi con boss chạy xuống dưới rồi. Nhưng mà bây giờ còn là gì nữa đâu? Em đã bị mất cây kiếm cướp biển, em không còn muốn đánh nhau nữa anh ơi. Em không còn muốn farm gì nữa đâu, em muốn tự tử. Em không muốn chơi nữa. Bây giờ trước khi mày tự tử mày lên đây. Mày trước khi mày tự tử mày lên đây trước đây. Lên lên lên. Thôi, lên đây. Em mất đồ rồi. Lên đây mở cái lưng. Lên đây làm gì? Thôi. Tính ra cũng đâu có gì nhiều đâu anh. Ai gì mà không nhiều á? Mày thấy mấy cái bình kinh nghiệm không? Mấy cái bình kinh nghiệm không?
Ờ, mình kinh nghiệm rồi sao? Bù lên nãy giờ mình chơi đó. Nhưng mà kinh nghiệm đâu gì đâu anh, em bị mất cái cây anh quen nè. Quan trọng là em đã Get bị ơi, sao có cái dây chuyền của thánh giá nè, cho em mượn được không? Đeo thử nha. Được gì không? Dây chuyền trừ tà đó em. Đeo vô được gì không? Ai, có thuốc teleport nè. Redstone của em kìa, Redstone kìa. Anh ơi, nhưng mà thứ em đang cần ngay bây giờ chính là cái cây gọi là cây kiếm cướp biển của em, mạnh nhất từ nãy giờ em có. Rồi bây giờ em đã chết, em bị mất rồi. Anh coi trong kho đồ anh có không? Anh có giữ của em không anh Rô? Không thôi, anh coi mà. Ui. Hả? Ủa bây giờ em muốn mấy cái kiếm mạnh đúng không? Để sau này em cố gắng em farm kinh nghiệm lên level cao cao tí, anh sẽ dẫn em đi chế tạo những cái cây kiếm mạnh hơn. Chúng đang kinh nghiệm rồi. Anh có hai bình nè. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ dừng tập này tại đây đây các bạn. Nhìn trên cổ của mình có đeo cái dây chuyền hình thánh giá, các bạn thấy đẹp không? Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Siro và các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero và anh Siro nữa nha. Đó, nghe này nghe nó anh Siro với Hero, nó nghe nó vần không? Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Nhớ bình luận cho mình biết rằng là trong tập sau anh em muốn mình làm gì nữa nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.